Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe tin mừng Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm B. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các loại hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum xê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Hãy trổ sinh hoa trái trong hy vọng và kiên nhẫn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sứ điệp chính của phục vụ lời Chúa hôm nay là hãy trổ sinh hoa trái trong hy vọng và kiên nhẫn. Tin mừng chúng ta đọc hôm nay có hai dụ ngôn của Đức Giêsu. Trước tiên là dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết là cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng, và sau cùng là thành bung lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra hái vì đã đến mùa. Bên cạnh đó là dụ ngôn hạt cải. Đức Thiên Chúa như hạt cải, lúc gieo xuống đất nó là loại hạt nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Đó cũng là điều chúng ta đọc thấy trong bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Ezekiel. Đây là một viễn cảnh đầy lạc quan mà tiên tri Ezekiel đem đến cho dân Israel đang bị lưu đày bên Babylon. Cho họ niềm hy vọng lớn lao, từ cây đã bị đốn ngã là Israel, chính Thiên Chúa ngắt một nhánh con trên ngọn và đem trồng vào đất tốt, để từ cái nhánh nhỏ bé đó sẽ xuất hiện một cây hương bá sum xuê, nghĩa là Thiên Chúa sẽ cho họ được hồi hương, cho đất nước họ được thịnh vượng. Đồng nghĩa với việc Thiên Chúa tiếp tục thực hiện kế hoạch của Ngài, khởi đi từ sự khiêm tốn, hèn mọn của số còn sót lại. Đức Chúa phán như sau: từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non. Chính ta trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi, ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muôn chim đến nương mình bên nó và ẩn thân dưới cành lá. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng cũng nhận biết chính ta là Đức Chúa. Dĩ nhiên, lời tiên tri ấy sẽ chỉ ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Ngài chính là chồi non mọc lên từ gốc Giê-sê. Ngài trội vượt với việc trồng cây thánh giá vinh quang trên ngọn núi Can-vê, với bóng cây vươn rộng phủ kín cả nhân gian và đem đến ơn cứu độ cho mọi người. Nếu dụ ngôn cây cải là một lời trấn an với các tín hữu thuở ban đầu, có thể đôi lúc họ đang nản lòng khi thấy giáo hội bấy giờ chỉ là một nhóm ít ỏi, nhỏ bé giữa một thế đế quốc La Mã rộng lớn, đã thế lại còn phải đối diện với những khó khăn, thử thách và bách hại. Thì trải qua 20 thế kỷ, chúng ta thấy lời kinh thánh trên đã ứng nghiệm hoàn toàn. Khi từ giáo hội, từ một nhóm nhỏ 12 tông đồ và vài trăm môn đệ, hiện nay đã hiện diện trên khắp Nam Châu với 1 tỷ 300 triệu tín hữu. Anh chị em thân mến,
dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc đem đến cho chúng ta một xác quyết vào sức mạnh tự thân của lời Thiên Chúa. Lời được gieo vào trần gian với một sứ mạng rõ rệt như lời ngôn sứ Isaiah đã khẳng định xưa. Như mưa với tuyết xa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng mà ta trao phó. Chúng ta cũng biết tin mừng Thánh Marco chương 4 có 3 dụ ngôn về hạt giống. Hai dụ ngôn ngày hôm nay tiếp nối với dụ ngôn người gieo giống. Trong đó rất nhiều hạt rơi vào những vị trí khác nhau. Đó là vệ đường, sỏi đá và bụi gai. Chỉ những hạt rơi vào đất tốt mới sinh hoa kết quả, kẻ 30, kẻ 60, kẻ 100. Và như vậy điều kiện quan trọng để lời trổ sinh công hiệu là mỗi chúng ta phải trở nên những thửa đất tốt, với một tâm hồn mở rộng, với thành tâm thiện trí, lắng nghe, ghi nhớ và thực hành lời Chúa. Đừng như thửa đất vệ đường nơi lời mới gieo xuống đã bị quên lãng. Đừng như đất sỏi đá qua thái độ nông nổi nhất thời không đâm rễ sâu. Cũng đừng như bụi gai để những nỗi lo lắng sự đời, bà vinh hoa phú quý và đam mê xâm chiếm khiến lời bị bóp nghẹt. Đó cũng là tâm tình của Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta trong bài đọc 2 hôm nay gửi tín hữu Côrintô. Dù trong thân xác hoặc lìa bỏ thân xác, chúng ta chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với những việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Tóm lại, các dụ ngôn hôm nay cho chúng ta một sắc tím và hy vọng mạnh mẽ vào mầu nhiệm nước trời. Hạt giống với sức sống mãnh liệt vẫn đang âm thầm mọc trong tâm hồn chúng ta và giữa lòng nhân loại. Hãy tin thác vào Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng gieo trồng. Chính Thiên Chúa dẫn dắt lịch sử và thấu hiểu những gì đang xảy ra trong hồn chúng ta dù chúng ta không nhận biết. Thứ đến, mỗi người chúng ta phải kiên trì nhẫn nại chứ đừng nản lòng thất vọng. Bởi vì có khi chúng ta chẳng thấy hạt giống tăng trưởng gì, nghĩa là cũng chẳng thấy mình đạo đức thánh thiện gì hơn hôm trước. Hãy cộng tác với ơn Chúa để gieo vào lòng thế giới trong cuộc sống hàng ngày những hạt giống của nước trời. Đó là những giá trị tin mừng. Đó là những hạt giống của niềm vui, hạt giống bình an, hạt giống yêu thương, hạt giống bao dung và quảng đại. Đừng bao giờ nôn nóng mất kiên nhẫn, đòi hỏi những kết quả trước mắt. Với tác động của Thiên Chúa và của Thánh Thần, những hạt giống chúng ta gieo chắc chắn sẽ mọc lên như lời Thánh Thi Kinh Sáng thứ 6, tuần 1 và tuần 3. Cây đức tin rồi ra nảy mầm, bén rễ sâu vào tận trí lòng, vui mừng hé nụ cậy trông, nở hoa bến Chúa đơm bông yêu người. Trong mọi hoàn cảnh, hãy vững tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Những hạt mầm đức tin và những giá trị nước trời phát xuất từ Thiên Chúa nên chắc chắn sẽ tồn tại và phát triển vượt qua mọi phong ba bão táp và nghịch cảnh. Trên hành trình đi về nước trời, đức tin giúp chúng ta nhận ra Đức Chúa vẫn luôn đang hiện diện giữa chúng ta và đang hiện diện giữa lòng nhân loại này. Cùng với sự tín trung chờ đợi, chúng ta cũng hãy sẵn sàng vùi sâu trong lòng đất, sống vững bền niềm tin và trổ sinh hoa trái. Với đức tin không bao giờ được nhụt chí nản lòng, nhưng hãy kiên nhẫn và phó thác đợi chờ và tin tưởng rằng, dù thế giới có đầy nghịch cảnh, chắc chắn nước Cha sẽ trị đến. Amen. Vàng tươi tung rơi trên về đường đi muôn chim bay lại dành ai.
rơi trên đất mềm, hạt rơi trên đá, rơi trên đất mềm, hạt rơi trên đá nắng đốn khi mặt trời lên dê heo, không mọc được chi không đâm dê sau vào đầu. Hạt rơi vương vai, rơi vào đám gai, gai mọc lấp che nên hạt trên mòn. Có những hạt rơi vào đất phì nhiêu, hạt giống mọc lên, hạt có một trăm, có hạt sầu trùng, có hạt đường ba mươi. Hãy biết cho rằng này ai đang có sẽ được bù thêm cho thêm dẫu đã dư đầy. Ai không có gì sẽ bị đoạt ngay. Ấy thế nước trời cũng giống như ai khôn ngoan biết đem ra dùng mọi vần ở trong kho mình. Đi trên đường đồng.